Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với ba cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các người bị hại người vay tiền, thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản tranh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của bốn bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cá nhân mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Các bị cáo biết rõ hành vi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn phạm tội bị cáo Trần Quý Thanh, Uyên Phương có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tác động người thân nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi, hai bị cáo Phương và Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế làm theo sự chỉ đạo của bố là bị cáo Thanh. Trên thực tế, các bị cáo chỉ mới chiếm được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài sản này vẫn đang do bị hại quản lý, sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp sáng lập, điều hành hoạt động công ty Tân Hiệp Phát, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm cho người lao động, nhận được nhiều bằng khen, huân chương. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo Thanh và Phương một thời gian để gian đe. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng nên hội đồng xét xử xem nhẹ cho hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định căn cứ hồ sơ vụ án các chứng cứ tài liệu tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Mới đây, với vai trò chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ban hạ tầng đã có buổi làm việc với nhà thầu thi công là công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An về tình hình thi công gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên. Tại buổi làm việc, Ban Hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình triển khai trên công trường của công ty Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của hai gói thầu trên. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự, ban chỉ huy công trường, đội thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30 tháng 3 năm 2025, theo đúng mốc thời gian như cam kết nêu trên của nhà thầu. Nhà thầu này phải triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga, có trách nhiệm lặp lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc đảm nhận trong việc thực hiện gói thầu XL05-XL06, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong đó, nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng, gửi bảng tiến độ về ban hạ tầng trước ngày 27 tháng 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh giao liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, Trường hợp sau 30 tháng 4, chủ đầu tư kiểm tra công trường chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan mà Tập đoàn Thuận An cam kết nêu trên. Các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL05, gói thầu XL06, thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu. Tham lương, bến cát, rạch nước lên là kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32 km qua 7 quận huyện ở thành phố gồm 12 Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh. Dự án cải tạo dòng kênh khởi công cách đây hơn một năm, tổng vốn 8.200 tỷ đồng từ ngân sách. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh, mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Vừa qua, ông Hưng đã bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ theo khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Hiện ông Trần Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty, được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video, một video dài 8 giây và một video dài 18 giây. Trong đó, video 8 giây ghi lại cảnh cháu mẫu giáo bị cô giáo mặc áo đen ép vào góc tường, dùng vật gì đó tác động vào đầu rồi dùng tay có thêm tác động vào mặt cháu. Cháu trai trong clip sợ hãi khóc lớn dùng tay che mặt. Trong video 18 giây, ghi lại cô giáo này có động thái đè cháu xuống sàn sau đó ngồi lên người cháu và liên tục nhét thức ăn vào miệng khiến cháu này khóc lớn. trong clip nữ giáo viên nói với cháu há miệng ra và nhắc có ăn đàng hoàng không. sự việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều cháu mầm non khác có mặt trong lớp và được một người dùng điện thoại ghi lại. qua xác minh, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tý Bò nằm trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Trong sáng ngày 24 tháng 4, Công an Phường Linh Đông và các đơn vị đã đến lớp mẫu giáo này để lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất dữ liệu camera. Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Linh Đông cho biết, sáng nay Phường đã mời chủ cơ sở này lên làm việc. Hiện Phường đang làm báo cáo gửi về thành phố để đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Phía Công an cũng đã vào cuộc điều tra. Bà Loan cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4, cháu trai trong vụ việc cũng đang được đưa đi giám định thương tích. Phía Ủy ban nhân dân phường sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phía Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết cũng đã nắm được thông tin vụ việc, đã đề nghị công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh xử lý. Ngày 23 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, cư ngụ tại tỉnh Bình Dương, cùng hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981 và Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương. Sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay không có hợp đồng vay tiền và cầm cố tài sản. Các bị cáo buộc những người vay tiền làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án bất động sản. Cáo trạng xác định ông Thanh và hai con gái đã chiếm đoạt bốn thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng, giá trị 80 tỷ đồng, chiếm đoạt hai thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân của ông Nguyễn Huy Đông có giá trị 38,8 tỷ đồng, chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Trung có giá trị 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh hai dự án tại Đồng Nai trị giá hơn 880 tỷ đồng. Tổng số tiền cha con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt là 1.048 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử về nội dung cáo trạng truy tố có đúng hay không, ông Trần Quý Thanh nói hành vi của ông theo cáo trạng có phần đúng có phần không. Bị cáo này khẳng định chấp nhận kết luận của cáo trạng nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm. Liên quan đến bị hại Lâm Sơn Hoàng, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Quý Thanh nói ông không cho ông Hoàng vay tiền mà là mua 4 thửa đất của ông Hoàng với giá 115 tỷ đồng. Bị cáo Trần Uyên Phương khai không tham gia bàn bạc, bà chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn cha của bà muốn mua. Bị cáo này khai, chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp đến văn phòng công chứng. Hiện nay, bị cáo Trần Uyên Phương đang đứng tên 4 thửa đất trên, nhưng ông Lâm Sơn Hoàng chưa giao đất. Đối với hành vi chiếm đoạt hai dự án Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh, hội đồng xét xử đặt câu hỏi về việc quy kết của cáo trạng có đúng không. Bị cáo Trần Quý Thanh trả lời chấp nhận quy kết của cáo trạng. Khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi, bị cáo cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay số tiền 500 tỷ đồng với lãi suất 3% một tháng, quá hạn là 4,5% có đúng không? Sau khi ngần ngừ, bị cáo Thanh trả lời tôi chấp nhận. Ông Nguyễn Hoàng Phú, người môi giới cho bà Oanh gặp ông Thanh, phủ nhận việc môi giới cho vay tiền. Ông Phú khai chỉ giới thiệu cho bà Oanh gặp ông Thanh, một nhà đối tác đầu tư để hợp tác bằng hình thức chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần. Ông Phú Khai, theo thỏa thuận, sau khi môi giới, ông sẽ được nhận 5% hoa hồng môi giới trên số tiền nhận của ông Thanh. Bị cáo Trần Uyên Phương cũng xác nhận số tiền 500 tỷ mà bị cáo Thanh cho bà Kim Oanh vay là tiền cá nhân của bị cáo Thanh. Về giao dịch đứng tên chuyển nhượng cổ phần của công ty Minh Thành, bị cáo Phương khai mình đứng tên 50% cổ phần bị cáo trần ngọc bích trình bày nếu hội đồng xét xử cho rằng giao dịch đó là cho vay thì bị cáo thừa nhận sai bị cáo đồng ý với quy kết của cáo trạng bị cáo thừa nhận có ký một hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của công ty minh thành